Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của chúng tôi trở lại phần 2 trong chương trình Dòng Chính ngày hôm nay. Bây giờ mời chắc là mời Helen tiếp tục cái câu chuyện lan tỏa năng lượng. Coi như là việc chia sẻ là sau mấy mấy ngày vừa qua làm cái gì đã làm cái gì cho cộng đồng rồi. Trong sau mấy ngày nói trong cái thị trường thì Helen được declare quan trọng nhất là trong thành phố San Bernardino phải address the homelessness, the unhoused. Là Helen the city council declare a state emergency on the homelessness. So tại thành phố San Bernardino là in the largest county in the nation, we have the largest makeup of the unhoused homelessness, 40% of the total count in the city of San Bernardino, thành phố San Bernardino. Cũng là 2022 cái số đó là 1,350 homeless unhoused. Thì bây giờ chắc cũng quá cao bây giờ. Thì cái đó là quan trọng nhất. Với safety là nhóm mình phải support cái định xác cái mình để cho ensure cái thành phố là nó an toàn, để cho dân người ta muốn vô thành phố mình ở với sống với làm business, với infrastructure là cái đường, với cái park, với đèn, thì là cũng basic foundation để cho mình sống cho vui vẻ. Ok. Mà cái đó rất là quan trọng trong cái thành phố, tại vì khi mà thành phố mình an toàn công cộng hay là thành phố đẹp đẽ sạch sẽ đó thì sẽ có nhiều người đầu tư họ muốn giàu hơn, nhiều cơ sở thương mại giàu hơn, hay là du lịch, cái từng những người du lịch cũng sẽ đến. Nhưng mà ở San Bernardino mình có cái gì, nó stand out không, để cho người ta về nhà hỏi thổ tới địa đó. Đó đang tính hỏi đó, tại vì thí dụ như tụi anh thấy, hay là thí dụ mỗi lần mình đi đâu đi ngang đó thường xuyên, đúng không, chứ mình chưa bao giờ mình ghé đó. Nhưng mà ở đó nó có cái điểm gì giống như thu hút, giống như thí dụ Garnro đây nói Garnro nó có cái Garnro, chị hỏi em đó, ví dụ Garnro đây có gì nấy, Garnro đây nó có cái gì chơi nước nè ha, ví dụ vậy đó. Ví dụ như là mình kéo người ta tới thì San Bernardino mình có cái gì? San Bernardino thành phố thì là nhóm cái location đó là quá có lợi. Tại centrally located, cũng gần núi nè, Big Bear nè, cũng nửa tiếng, cũng 40 phút. Gần Las Vegas nè, cũng 3 tiếng, Los Angeles cũng tiếng mấy. Rồi Santa Ana, Orange County, cũng 45 phút. And Palm Springs, so we're centrally located. Trong thành phố San Bernardino cũng có International Airport. Mình mới launch chiếc máy bay đi Las Vegas, 29 đồng one way. Parking có 5 đồng à. Đi tới phòng San Bernardino Las Vegas 35 phút à. Dễ thương quá. Thì mấy cũng đi bay qua San Francisco, Provo, Utah, với Connecticut. Ontario là gần North đó. Ontario này San Bernardino. San Bernardino airport. Local airport. So oh my god. We just launched. So we are building our city. Thì có cái phi trường international, có Cal State University, San Bernardino Valley College, Community College, Nhật Thương, có rail, xe lửa, is the rail? Đúng rồi, xe lửa. Thì so we're, the location is advantageous. Ý cái đất San Bernardino là quá to, 62 square mile. Thì có cơ hội để cho thành phố San Bernardino sẽ nở vào. So Helen describe it là wake up the sleeping giant. có nhiều cái cơ hội potential. Để mà có nhiều cái cơ hội cũng như là có nhiều cái potential á để mà phát triển thành phố. Downtown San Bernardino á, chừng nào nó nở ra đó, bây giờ nó đang mình phải demolition cái old mall, thì là largest downtown in the Inland Empire. Thì là nhưng mà cái đó là cũng sẽ phải take time để develop, thì có nhiều cơ hội lắm. Không, nhưng mà thực sự là Helen quá giỏi, kính thưa quý vị, quá giỏi là tại vì á là còn quá trẻ đi, nhưng mà được cái là có kinh nghiệm làm trong city rồi, cho nên rằng là mới thấy được là những cái tiềm năng của thành phố đang cần gì và những dân cư ở đó đang cần gì, thiếu thốn gì, cho nên rằng là em vấn thân vô. Nhưng mà vấn thân vô đó là cũng đây là một cái mà mình thấy thương là bây giờ bắt đầu mới tập thành vô, nhưng mà cũng có nhiều vấn đề, tới mới có 60 mấy ngày thôi, rồi để từ từ, rồi trong tương lai đó là mình sẽ trở
trở lại đây, thí dụ như là khoảng chừng 3-4 tháng sau trở lại đây thử coi, báo cáo tình hình coi là đã làm được như thế nào, rồi có bắt đầu có mái tóc bạc hay không. Vậy tụi anh biết rằng là đó, nhiều dân cử mà khi bước vô là chưa có một cọng tóc bạc nào hết, chưa bước ra mà ra xong rồi là coi như là đầy hết rất nhanh rồi đó. Cho nên rằng là đó lý do rằng là đó mình sẽ mời. Và đặc biệt tụi anh nhớ rằng là Stanton cũng có người phó thị trưởng đầu tiên ha. Ừ. Santa Ana cũng có nghị viên đầu tiên. Việt Nam đầu tiên, dạ, cũng là nữ luôn nha. Đúng. Mình đang nói về nữ cho nên rất là giỏi, kính thưa quý vị. Nhưng mà tụi anh sẽ dần mời tất cả các dân cử người Việt Nam mình trẻ lắm, và quý vị nhờ còn quá trẻ đi cho nên rằng là tới để diễn kiến. Bà và cũng thưa chị hả, đa số là nữ cho nên rằng là hồi nãy Thu Hà nói cũng không có dư lắm, là tại vì đây là nữ mayor đầu tiên trên Hoa Kỳ, tại vì đúng. The most trước giờ đó là mayor toàn là nam không, chưa có người nữ nào hết. Đúng không? Cho nên rằng là đây là một cái, cũng là một cái sự kiện lịch sử. cho nên rằng là đó là một cái điểm son mà mình cũng muốn thưa tới quý khán thính giả. Dạ vâng. Thì nói tới cái thành phố San Bernardino, hôm nay em cũng học được nhiều thứ lắm. Là một thành phố dân chỉ có 250.000 nhưng mà đất thì nhiều quá. Đất rộng tới 62 dặm vuông. Trong khi như bây giờ chị so Garden Grove á, có 200.000 dân mà chỉ có 12 dặm vuông à. Tức là đất của bên mình là chen chúc ở đó, giống như khi mà Hà nói ra cái đấy, trời ơi sao mình chen chúc ở mà bên kia thì người ta rộng rãi thoải mái, đất quá rộng luôn, cho nên có nhiều cái tiềm năng để phát triển. Mà giờ Helen lại muốn có một cái có nhiều mang cái Little Sài Gòn vào thành phố San Bernardino cơ. Wow, đó là những cơ sở thương mại, đặc biệt là những cơ sở thương mại ăn uống. Thành phố San Bernardino. Ok, đó như đó. Phải share để kêu gọi mọi người tới. Đúng rồi. Yes, đúng we're rồi. Open for business. Come live in the city. Liên lạc với lại sofa bây giờ, liên lạc với assistant của Helen. Tại vì I'm the assistant. Dạ vâng, thì thực sự là đó là một cái ý tưởng hay, tại vì mặc dù ở xa nhưng mà thực sự những người ở xa đó họ rất là cũng những người mà làm business, ví dụ những quán ăn hàng uống ở đây á, thì lúc nào họ cũng muốn đánh rộng ra xa hơn, chứ mà cứ nó tùm hum vô đây á, giống như nãy em nói rằng là nó có một chút chật chội quá, mà thí dụ mình bước một bước á là xung quanh mình toàn nhà hàng không, đúng không? Cho nên rằng là nếu mà mở xa đó, tại bắt đầu người Việt Nam của mình hoặc là những thực sự là giờ người bản xứ, những người bản xứ họ cũng rất thích ăn món Việt Nam, tại món Việt Nam của mình nó rất là ngon. Đúng. Cái món mà đặc biệt mà những người bản xứ mà bây giờ nó thành một cái từ trong cái từ điển là phở bánh mì, khi mà nói tới phở hai cái phở với bánh mì đó là những cái mà đã đi vào cái đi vào lòng người luôn á, lòng mọi người luôn á. Là mỗi lần mà hỏi những người bạn xứ mà muốn đi ăn gì, nhiều lúc hỏi nó thôi đi ăn phở đi. Thì đó là những cái mà rất cần thiết trong những thành phố có nhiều tiềm năng phát triển. Dạ vâng, thực sự là nếu mà quý vị cứ liên lạc sớm đi, là tại vì hình như là còn gọi là sơ khai đó, cho nên là chưa có gì hết, cho nên là mọi cái được offer đó rất là rẻ và được chỗ ngon chỗ tốt. Nhưng mà đó là một cái điểm son mà Helen nghĩ tới. Mà em nghĩ cái có niềm tự hào như thế này, ở đâu có người Việt Nam thì ở đó sẽ có những cái khu lưu Sài Gòn. Đúng rồi. Bây giờ mình đặt những cái đó đi, thì đâu có người Việt Nam. Mà bây giờ không những mình có một số người Việt Nam ở thành phố San Bernardino, nhưng bây giờ mình lại có thị trưởng Việt Nam. Thì giờ mình cũng nên tạo có một cái Sài Gòn. Cô này hay quá, cô này nhanh chân hơn Thu Hà. Chứ nếu mà 2024 mà Thu Hà là mayor đầu tiên là cái đó là cái đầu tiên. Nhưng mà giờ không có giờ bây giờ là hết rồi. Bây giờ Thu Hà nha là em nghĩ á, phải là sự cạnh tranh của ai đến trước hay đến sau. Dạ đúng. Mà vấn đề là sự liên kết giữa nhiều nơi khác nhau, ở đâu có người Việt mà mình chung tay làm việc chung với nhau, thì mình tạo cái niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam của mình. Chứ không có phải là tranh ai đến không 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 chị tuệ chị tuệ chị tuệ chị nói giỡn thôi. Ở đây cái điểm đây á là nếu mà không có cô bé này á thì maybe là cái danh hiệu mà người phụ nữ đầu tiên, mayor đầu tiên trên Hoa Kỳ, hiểu không? Nhưng mà bây giờ là Helen đã có số 1 rồi, thì cũng sẽ có số 2. Giờ tụi anh nghĩ là vậy, tại thực sự á là
quay trở lại đó là against thì thực sự với cái tấm lòng mà của các em á, tụi anh mình gần gũi, tại vì khi mà kính thưa quý vị, như nãy quý vị thấy rằng là tụi anh và tất cả các em nói chuyện rất là thoải mái, tại vì tụi này đã gần gũi với nhau để làm sinh hoạt với nhau, cho nên rằng là có những cái gọi rằng là lúc nào cũng đem những cái lan tỏa cái năng lượng positive tới cho tất cả các mọi người, mà không phải là dành cho người Việt Nam, mà chúng tôi ở đây là tất cả những người nào cơ nhỡ cần giúp đỡ, là coi như là tất cả anh chị em là đều âm thầm đi giúp đỡ hết, chứ không có riêng gì bất cứ người nào. Hoặc là có những người giống như là mấy bác gọi, không có xe để đi nhận đồ ăn, tụi này cũng đem tới nhà sẵn sàng làm hết những cái việc đó. Thực sự đó là ngoài tất cả là vì cái lòng thương, tâm từ của các em phát ra, cho nên đó là một cách mà tụi anh thấy rằng là các em làm với một cái mà không có phải rằng là tại vì sắp sửa chúng tôi ra tranh cử thì chúng tôi mới làm, mà tất cả các bạn ở đây là làm vì cái tâm từ, cho nên là phát sinh ra. Giống như trở lại Helen ban đầu, Helen nói là chỉ muốn làm cô giáo dạy lớp 3 thôi, không có muốn cái gì hơn xa xôi hết, nhưng mà cái cơ duyên nó đưa tới rồi đưa tới rồi đưa tới rồi thế là ra thôi. Chứ thật sự em ban đầu tiên em nói rằng là em cũng không nghĩ rằng là em sẽ ra làm tranh cử dấn thân vô cái này đâu, nhưng mà đây là đó là lý do cái nghiệp đó. Dạ vâng, để phục vụ cộng đồng. Chắc là mình cũng sắp hết giờ rồi, chắc là mời Thu Hà và Helen gửi lời chào. Helen, cảm ơn nhiều. Chị Thu Hà, thiệt là chị Thu Hà để ủng hộ Helen lúc lần đầu tiên beginning, thì là nhờ đi như việc giúp ủng hộ như việc để làm thị trưởng là quá cảm ơn. Thấy thương không? Nhưng mà cảm ơn IBC cho Helen có cơ hội để nói chuyện với Market Sarandino, so again, for business. So cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị Tuệ Anh, cũng giống như là cảm ơn tất cả quý khán giả của đài ABC. Rất mong quý vị cứ tiếp tục ủng hộ cho chúng em, những giới trẻ mà muốn dấn thân và phục vụ cho cộng đồng. Thì nếu quý vị cần bất cứ những dịch vụ hay câu hỏi nào của Sabrina thì cứ gọi cô này. Ủa chứ không phải gọi Thu Hà. Nhưng mà nếu muốn liên lạc cô này á thì có thể gọi cho Thu Hà, Thu Hà chuyển tiếp giùm cho. Mà nếu gọi cho Thu Hà mà Thu Hà không bắt phone, gọi cho Tuệ Anh. Tại vì không có nhận lương mà nhận ly nước thôi, chứ không có gì hết á. Assistant vậy đó. Dạ vâng. Một lần nữa Tuệ Anh và gửi lời chào quý khán giả và hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp của đài ABC.